Chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Phương mình cưa hai cái cây trà mộng vàng nha các bạn, rất là to. Chú mình đang leo lên di chuyển quá lẹ luôn các bạn ơi, để mình cuộc mới cưa cho chú mình nha. Cái máy cưa này là máy cưa G370 nha các bạn, sẽ làm là tên nha, lưỡi cưa tên. Rồi chúng mình kéo cái máy cưa lên túc trên luôn rồi các bạn. Phía dưới này có cổng dây điện ngang xong rồi các bạn. Chúng mình đang bò ngã rồi các bạn. Rớt xuống rồi, qua khỏi dây điện luôn. Rồi chúng mình lại cho nó leo xích xuống đó các bạn, để cắt một đoạn nữa nha. Rồi chúng mình di chuyển lại gãy xuống nha. Cây này rất là cao nha các bạn, mình đứng ở trên mé lậu. Rồi chúng mình chuyển qua bên cái thằng to nè. Rồi di chuyển lên một phút lên phía trên luôn. Lên trên luôn rồi đó các bạn ơi. Chúng mình leo ra luôn. Phá dưới này nè. Thấy chú mình cưa cây hay á thì hãy đăng ký cái chuông ủng hộ mình nha các bạn. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng siêu to siêu khó gì đó, gần nhà gần dưới điện khó cưa hạ thì hãy liên hệ chú nha. Số điện thoại chú mình để dưới đường link mô tả video qua các cô chú anh chị. Gà chú ơi, ơi mấy đứa học sinh nhỏ kìa, chặn xe lỡ mày. Mày nó dọn tao không à, giờ mới trên đường thôi. Vô dây đai an toàn để leo xếp lên trên các cái đồng này nha. Rồi thì chuyển lên trên đó các bạn, để mình vừa nhỏ lên nha, càng cao dữ lắm. Tốt cái chân đọt luôn nha các bạn. Được.
Rồi chặn xe lại. Quá lẹ luôn. Cây này gần nhà, gần dây điện quá, chủ nhà kêu cưa. Cưa đó là cưa mở miệng các bạn, cưa một đường vô. Rồi bắt đầu bên kia chúng mình lùa qua cho ngã nha các bạn. Kêu rồi đó các bạn ơi, kêu rồi đó. Rồi chúng mình xuống gần tới dưới rồi các bạn ơi. Rồi mình tiếp dọn góc cho chú mình cưa cái góc đó nha. Cái đợt nhỏ nha. Cái gốc to này luôn nha các bạn, cái cây này quạnh cỡ khoảng 140 nha cái gốc đó các bạn. Rồi, chúng mình lấy cái máy cưa G4002 để chuẩn bị cưa gốc nha, đổi máy rồi các bạn, máy kia muốn hết xăng. Đó là máy cưa
rồi đó. Anh đây vừa có nghe. Cây đẹp lắm các bạn. Vàng khe luôn, chào mong vàng. Cây rất là dài. Rồi chúng mình bắt đầu để máy cưa lên cưa cây tràm tiếp theo nha các bạn. Cây này cũng khá là to luôn nè. Này kiếm cái búa ông Năm ơi, búa đẻo cái gốc ông Năm ơi. Ô mong quá bự. Cây này nhánh nhiều nè các bạn, nó nghiêng xuống sông á, chứ nó nghiêng qua cái bụi tầm dông á. Chủ nhà dưỡng cái bụi tầm dông á cho nên mấy cưa cây tràm này. Xuống bên nhà có gì trọng chợ. Con này nó đẹp nữa. Nè cái nhỏ này là được rồi, cái chạy có ông trong nghe quá lỗi nha. Thôi để cho mà chúng nó xài. Có làm bắt kêu cắt tuổi như vậy. Xài để xài. Để cho bắt cắt tuổi đi. Bẻ nè mấy cây này đã chết luôn cắt không dựng cái chỗ. F1 nha. Chúng mình di chuyển lên cái nhánh phía bên kia, bên bụi tầm dông.
đúng rồi. Này chuyển lên xuống nha. Hết sức đẹp không? Xuống luôn chú ơi. Trời sợ nó giỏi kia nó búng gấp lên. Nó lên chút đi an toàn. Các nó dần ra sửa lục lục lục.
chưa kịp lấy dây để gịch nữa là ngã luôn rồi các bạn ơi. Cây lỗi rất là đẹp luôn nè, cây rất là to. Cắt là nhào xuống dưới luôn á. Rồi, cây ngã các bạn, để nhìn cái đổ, gốc đổ gốc rất là to luôn, mấy cưa G370. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo nha các bạn, nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn, mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.